tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và hoan nghênh quý vị đến với bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel. Trong bản tin sáng ngày 15 tháng 3 năm 2022, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây chúng ta biết gì về lưu thứ tư của vắc xin covid 19 ontario dỡ bỏ quy định về vắc xin trong các trường học bệnh viện và nhà chăm sóc dài hạn pc tăng lương tối thiểu lên 15 đồng 65 một giờ trong năm 2021 montreal đã ghi nhận mức đầu tư nước ngoài kỷ lục trị giá 3,8 tỷ đô la Ottawa kêu gọi tạm dừng đề xuất mở rộng cảng pc những người lái xe tại biểu tình để phản đối giá xăng tăng cao ở tỉnh PC. Chính phủ của tỉnh PC đã hành động quyết liệt để ngăn chặn hành vi trộm cắp bộ chuyển đổi xúc tác. Những người nhập cư, cha mẹ đơn thân và những người có thu nhập thấp là thành phần bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hệ thống thuế. Trong bản tin thế giới, EU áp đặt lệnh trừng phạt thứ tư chống lại Nga vì chiến tranh. IMF cho biết nền kinh tế của Ukraine có thể giảm tới 35% vào năm 2022 nên kinh tế Mỹ xuất hiện dấu hiệu cảnh báo về suy thoái. Nga cho biết họ có thể phải trả nợ ngoại hối bằng đồng rút do các lệnh trừng phạt. Phi hành gia của Mỹ đã có thể về nhà với tàu vũ trụ của Nga trong bối cảnh những căng thẳng đang diễn ra. Iran cho biết Mỹ phải đưa ra quyết định về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Kính thưa quý vị, chúng ta đã bước sang giữa tháng 3 và thời tiết đã trở nên ấm áp hơn nhiều so với đầu tháng. Nhìn qua dự báo thời tiết trong tuần thì chúng ta nhận thấy trong những ngày sắp tới của suốt tuần này chúng ta đã thoát khỏi nhiệt độ dưới 0 độ C. Theo bản tin của dự báo thời tiết cho ngày hôm nay chúng ta có nhiệt độ cao nhất là dương 2 độ C và thấp nhất là 0 độ C. Ngày mai 6 độ C và thấp nhất là 1 độ C. Và thời tiết cực kỳ ấm áp vào ngày thứ năm với nhiệt độ ban ngày lên tới 16 độ C và thấp nhất là 5 độ C. Và những ngày sau đó, thứ sáu thứ bảy Chủ nhật, chúng ta cũng có nhiệt độ dương với tuần tự là 7 độ C, 5 độ C và 6 độ C. Với nhiệt độ ấm áp hơn. Và chúng ta đang trong thời gian March Break, thì một số những thành phần trộm cắp của thành phố, cũng như cơ hội này thừa nước đục thả cầu. Mới đây chúng tôi nghe được một bản tin muốn chia sẻ với quý vị trước khi đi vào bản tin chính của ngày hôm nay nhé. Hệ thống camera an ninh hay là cả hệ thống camera giám sát gia đình hiện nay đã trở thành những thứ rất là phổ biến và có rất nhiều gia đình đã cài đặt. Thì câu chuyện này xảy ra mới đây vào ngày 13 tháng 3 tại một gia đình nọ sống tại khu vực 16 Avenue thuộc Richmond Hill. Thì đêm hôm đó khoảng 11 giờ 20 nửa đêm, chủ nhà tình cờ giám sát hệ thống camera thì phát hiện có một người mặc nguyên bộ đồ đen, không phân biệt được nam hay nữ và cũng không biết được là thuộc người da màu hay là như thế nào. Nhưng chủ nhà quan sát thấy người này cầm theo phone cứ chụp xung quanh căn nhà này quý vị cứ tưởng tượng 11 giờ 20 nửa đêm có một người lạ mặc kính mít bộ đồ đen mang theo thiết bị điện tử có thể là chiếc phone chẳng hạn chụp hình xung quanh nhà mình có đáng sợ không quý vị vâng ngay sau đó thì chủ nhà đã gọi cho uh, cảnh sát của vùng York tức là York Regional Police một điều mà chúng ta nên lưu ý là trong những trường hợp như thế này chúng ta không nên gọi 911 bởi vì số điện thoại 911 là dành cho những trường hợp khẩn cấp hay là cấp cứu trong trường hợp cụ thể như thế này thì chủ nhà đã gọi tới số 18668765423 5423. Quý vị có thể ghi lại số điện thoại này 18668765423 5423. Đó là số điện thoại của sở cảnh sát York Regional Police. Theo bản tin cho biết thì sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi đó, cảnh sát đã đến nơi để tìm hiểu thêm tình hình. Thì đương nhiên là người mặc áo đen đó không biết đàn ông hay là bà đã không còn tại à, đã không còn ở hiện trường. Nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng có dịp báo cho cảnh sát biết là có những cái hiện tượng uh, khả nghi như thế này xảy ra ở ở khu vực đó. Theo bản tin cho biết thì chỉ trong một tuần, tức là trong mới trong 7 ngày thôi quý vị, tại vùng Richmond Hill và vùng Vaughan đã xảy ra hơn 100 vụ án các loại. Cụ thể là 106 vụ án cơ. Một con số đáng sợ. Nên nhớ không phải là từ tháng Giêng cho đến ngày hôm nay mà chỉ trong 7 ngày qua trong đó có 8 vụ án liên quan tới ma túy, 16 vụ án liên quan tới sai rượu lái xe, 3 vụ án liên quan tới cướp giật, 14 vụ án liên quan tới ăn cắp xe và 3 vụ án liên quan tới vũ khí. Và có 33 vụ án liên quan tới tập kích, tức là bọn nó núp ở trong lùm rồi bỗng nhiên vồ ra và có 22 vụ án đột nhập vào nhà trộm cắp. Nói tới đây thì chúng ta mới thấy được là hệ thống camera à, an ninh sẽ giúp chúng ta rất nhiều để quan sát tình hình ở xung quanh nhà mình. Ở đây Tuấn Liêm không phải là quảng cáo cho uh, hãng camera nào. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại camera uh, dùng thông qua Internet. Chúng ta có thể quan sát từ điện thoại di động uh, từ bất kỳ nơi nào. Dù là bạn đi Mỹ hay là bạn đi về Việt Nam, bạn cũng có thể thấy được uh, hoàn cảnh xung quanh căn nhà mình tại Canada đây. Vâng, đó là câu chuyện mà Tuấn Liêm muốn chia sẻ với quý vị sáng nay. Và bây giờ, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Thưa quý vị, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã bước sang ngày thứ 19. Tổng thống Ukraine dự kiến sẽ yêu cầu Canada giúp đỡ nhiều hơn trong bối cảnh chiến tranh với Nga. Tổng thống Ukraine sẽ có bài phát biểu lịch sử vào thứ ba trước một phiên họp chung của quốc hội ở Canada trong bối cảnh cuộc chiến với Nga đang diễn ra. Cộng đồng Ukraine cho biết họ hy vọng bài phát biểu của tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ thúc đẩy chính phủ liên bang hành động nhiều hơn trong khi hiện đất nước đang trong một hoàn cảnh rất khó khăn và đau lòng ở Ukraine. Tổng thống Zelensky được cho là sẽ đưa ra một thông điệp mà ông đã nói với Quốc hội Anh và châu Âu rằng họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Tổng thống là một nhà lãnh đạo thực sự trong thế giới dân chủ, theo Kassian Sotikovic, là thư ký quốc gia của Quốc hội Canada-Ukraine cho biết. Theo thư ký Sotikovic tin rằng, Tổng thống Zelensky sẽ yêu cầu được giúp đỡ nhiều hơn trong đó tổng thống ukraine có thể yêu cầu sự bảo vệ bầu trời vì nga đang ném bom bừa bãi quân đội nga đang giết hại dân thường họ đang ném bom bệnh viện họ đang giết trẻ em mặc dù nato đã bác bỏ việc thực thi vùng cấm bay nhưng tổng thống zelensky vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thực thi vùng cấm bay Ông Sotikovic cũng mong đợi một sự thúc đẩy khác để có thêm viện trợ nhân đạo và tin rằng một bài phát biểu lịch sử như Tổng thống đã nói hôm thứ Sáu sẽ khơi dậy nhiều hành động hơn từ Canada và các đồng minh phương Tây. Cho đến nay thì Canada đã cung cấp thiết bị quân sự sát thương và không gây sát thương, đã hứa sẽ tiếp nhận số lượng người tị nạn Ukraine không giới hạn và đã áp đặt một số lệnh trừng phạt đối với Nga. Liên quan đến dịch COVID-19, chúng ta biết gì về liều thứ tư của vaccine COVID-19? Những người trên 60 tuổi hoặc là bị suy giảm miễn dịch có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng cao hơn nhiều. Khi các tỉnh trên khắp Canada giảm bớt các hạn chế liên quan đến đại dịch, người ta lo ngại rằng sự lây truyền COVID-19 có thể gia tăng, đặc biệt là ở những người dễ bị tổn thương nhất các quan chức và chuyên gia y tế công cộng tiếp tục khuyến cáo người dân Canada nên tiêm đủ liều vaccine chính và tiêm tăng cường nếu họ chưa làm như vậy. Các nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả của những vaccine này trong việc bảo vệ khỏi nhập viện và tỷ lệ tử vong liên quan đến COVID-19. Tiến sĩ Robert Corp là giám đốc bộ phận các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Toronto cho biết, dù dữ liệu về liều thứ tư vẫn còn hạn chế, nghiên cứu ban đầu cho thấy có những lợi ích cho những người bị suy giảm miễn dịch. Ủy ban Cố vấn Quốc gia về tiêm chủng của Canada là cơ quan Nazi hiện khuyến nghị rằng những người bị suy giảm miễn dịch nên tiêm liều thứ tư của vaccine COVID-19, mặc dù các tỉnh đã áp dụng một số biến đổi khác nhau của hướng dẫn này. Ông Kho cho biết, đối với những người bị suy giảm miễn dịch, cơ thể không thể tạo ra phản ứng miễn dịch đủ mạnh khi đối đầu với virus SARS-CoV-2. Ông cho biết, vaccine tạo ra các phản ứng miễn dịch bằng cách kích hoạt các tế bào gọi là tế bào T của cơ thể, hoạt động để nhắm vào và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus, cũng như là kích hoạt các tế bào B để tạo ra các kháng thể trung hòa để bảo vệ chống lại nhiễm trùng. Tỉnh Ontario dỡ bỏ quy định về vaccine trong các trường học, bệnh viện và nhà chăm sóc dài hạn. Tỉnh Ontario sẽ loại bỏ yêu cầu về chính sách tiêm chủng và xét nghiệm bắt buộc trong các trường học, nhà chăm sóc dài hạn và bệnh viện vào thứ Hai khi tỉnh này báo cáo có 228 người đang được chăm sóc đặc biệt với COVID-19. Động thái dỡ bỏ các chính sách vaccine diễn ra sau khi bác sĩ hàng đầu của tỉnh thông báo rằng tỉnh Ontario đang chuẩn bị dỡ bỏ tất cả các yêu cầu về khẩu trang và các lệnh khẩn cấp vào ngày 27 tháng 4. Yêu cầu đối với trường học, cơ sở chăm sóc sức khỏe và bệnh viện để thực thi chính sách tiêm chủng COVID-19 và xét nghiệm bắt buộc đối với nhân viên chưa được tiêm chủng sẽ kết thúc vào thứ hai. Tuy nhiên, các tổ chức cá nhân có thể giữ nguyên các yêu cầu của riêng họ và hầu hết các bệnh viện cho biết họ sẽ tiếp tục các quy định nghiêm ngặt về vaccine. Tại tỉnh BC, mức lương tối thiểu sẽ tăng lên 15,65 đô la một giờ những người lao động với mức lương tối thiểu trên khắp tỉnh BC sẽ sớm chứng kiến mức lương của họ tăng thêm 45 cents mỗi một giờ, theo Bộ trưởng Lao động của tỉnh. Trong một thông báo hôm thứ hai, ông Harry Banks cho biết, mức lương tối thiểu chung sẽ được nâng lên 15,65 đô la một giờ, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2022. Mức tăng 45 cents dựa trên tỷ lệ lạm phát trung bình hàng năm của tỉnh BC vào năm 2021 ở mức 2,8% trong năm. Lạm phát của tỉnh BC vào năm 2021 là mức cao nhất kể từ năm 1993. Cùng với những thay đổi đối với mức lương tối thiểu chung, Bộ trưởng cũng công bố mức tăng 2,8% đối với mức lương tối thiểu cho những người lãnh đạo trại sống tại nơi làm việc, người hỗ trợ sống tại nhà và nhân viên chăm sóc thường trú. Bộ trưởng cho biết mức tăng 2,8% cũng sẽ áp dụng cho các nhân viên thu hoạch thủ công. 15 loại cây trồng cụ thể trong ngành nông nghiệp các loại này bao gồm đào, mơ, mầm cải Brussels, hoa thủy tiên vàng, nấm, táo, đậu, quả việt quất, blueberries, anh đào, nho, lê, đậu Hà Lan, mận plums, mâm xôi và dâu tây. Mức lương mới cho những người lao động này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Bộ trưởng nói thêm rằng mức lương tối thiểu ở tỉnh BC hiện là cao nhất ở Canada. Ông cho biết tỉnh đang thực hiện theo cam kết vào năm 2020 để tăng mức lương tối thiểu lên 15 đô la một giờ thông qua các bước tăng được đo lường và sau đó gắn mức lương trong tương lai với tỷ lệ lạm phát. Năm ngoái, tỉnh BC đã tăng mức lương tối thiểu lên 15,20 đô la mỗi một giờ từ mức 14,60 đô la một giờ. Đồng thời, mức lương tối thiểu của người phục vụ rượu là 13,95 một giờ đã được thay thế bằng mức lương tối thiểu chung. trong năm 2021 Montreal ghi nhận một mức đầu tư nước ngoài kỷ lục trị giá 3,8 tỷ đô la đầu tư nước ngoài vào Montreal đạt mức kỷ lục là 3,8 tỷ đô la vào năm 2021 Montreal International đưa tin hôm thứ hai đây là mức tăng gần 70% so với năm ngoái tổ chức ước tính số tiền này đại diện cho 100 dự án và có gần 11.550 việc làm được tạo ra Stephen Parker là chủ tịch Kiểm giám đốc điều hành của Montreal International nhận xét, những kết quả này xuất phát từ thành quả của một đội ngũ 85% chuyên gia thu hút đầu tư nước ngoài và các tổ chức quốc tế hoặc là nhân tài quốc tế. lĩnh vực phần mềm và trò chơi điện tử lần lượt chiếm 18% và 17% khoản đầu tư. logistic vận tải đứng thứ ba với 14%, tiếp theo là các trung tâm dữ liệu, hàng không vũ trụ và tài chính, mọi thứ nhận 8% khoa học và công nghệ y tế tạo ra 6% khoản đầu tư. Montreal International tuyên bố rằng những nỗ lực của họ đã bổ sung thêm 1.130 công nhân quốc tế và nhóm lao động Greater Montreal. Ottawa kêu gọi tạm dừng đề xuất mở rộng cảng BC. Một kế hoạch xây dựng nhà ga để vận chuyển container mới có kích thước bằng gần với 144 sân bóng bầu dục tại một cảng Metro Vancouver đã dấy lên đề xuất của đối thủ với những lo ngại về cá voi sát thủ có nguy cơ bị tuyệt chủng và thức ăn của chúng, đó là cá hồi. Nhà ga gồm 3 bến trị giá 3 tỷ đô la do cơ quan cảng Vancouver Fraser đề xuất sẽ được xây dựng bên cạnh các bến Delta Port và West Shore ở Robert Bank tại khu vực Delta. Vào năm 2020, thì một hội đồng đánh giá độc lập do liên bang chỉ định nhận thấy rằng dự án Robert Bank Terminal 2 sẽ hỗ trợ khả năng cạnh tranh cho các thị trường Canada và cộng đồng địa phương cũng có thể hưởng lợi từ các cơ hội kinh doanh và việc làm. Tuy nhiên, nó cũng kết luận rằng dự án sẽ có những tác động rất xấu đối với những con cá voi sát thủ cư trú ở phía nam. Loài này chỉ còn hơn 70 con trong môi trường thiên nhiên. Ngoài ra, dự án này cũng sẽ làm ảnh hưởng tới số lượng cá hồi chi ở khu vực này. Cảng từ đó đã thay đổi đề xuất ban đầu để giảm bớt các tác động có hại. Dự thảo và các điều kiện cho dự án do cơ quan đánh giá tác động của Canada đưa ra cho thấy cảng sẽ phải tham khảo ý kiến của các cơ quan chính phủ cấp tỉnh và liên bang và các nhóm bản địa để phát triển các biện pháp giảm thiểu. Những người lái xe tải biểu tình để phản đối giá xăng tăng cao tại tỉnh BC giá xăng tăng vọt ở tỉnh BC đã thúc đẩy một cuộc biểu tình của những người lái xe tải vào sáng thứ hai. Người ta ước tính có khoảng 100 xe tải trên quốc lộ 1 ở Lower Mainland trong thời gian đi làm buổi sáng. Một trong những người tổ chức cuộc biểu tình, Ryan has, sở hữu một công ty vận tải đường bộ. Ông nói rằng sự kiện này không liên quan gì đến đoàn xe biểu tình đã chiếm trung tâm thành phố harawa. Ông Hess cho biết đoàn xe muốn mọi người chú ý đến giá dầu diesel cao trong tỉnh và điều đó đang tác động như thế nào đến khả năng thu lợi nhuận của các công ty vận tải đường bộ. Tại Coquitlam, vào sáng thứ hai, giá dầu diesel trung bình là khoảng 2,14,9 mỗi lít. Ông Hess cho biết họ muốn chính quyền tỉnh bang tạm dừng thuế nhiên liệu hoặc là tìm cách để giúp đỡ tài xế xe tải. Thuế carbon đã được ứng định để tăng vào ngày 1 tháng 4. Vào ngày 3 tháng 3, Chính phủ tỉnh BC tuyên bố sẽ hành động để chống lại giá xăng kỷ lục, nhưng nói rằng việc đóng băng tăng thuế carbon hoặc là giới hạn giá khí đốt là không khả thi. Cũng ở tỉnh BC, chính phủ tỉnh BC hành động quyết liệt để ngăn chặn hành vi trộm cấp bộ chuyển đổi xúc tác chính phủ tỉnh bc hiện sẽ yêu cầu các đại lý kim loại báo cáo từng giao dịch các bộ chuyển đổi xúc tác tức là một thiết bị kiểm soát khí thải cho cảnh sát bao gồm báo cáo cả thông tin về người bán biện pháp này nhằm đối phó với tình trạng trộm cắp bộ chuyển đổi xúc tác tăng đột biến trên toàn tỉnh trước đây thì các bộ chuyển đổi xúc tác được gọi là catalytic converter có thể được bán cho các đại lý kim loại mà không cần cung cấp thông tin về người bán cho phép họ ẩn danh các bộ phận này là một thiết bị kiểm soát khí thải được tạo thành từ nhiều loại kim loại quý, bao gồm bạch kim, palladium và cadmium. Một thiết bị bị đánh cấp có thể kiếm được từ 5 đô la đến 1.000 đô la tùy thuộc vào nồng độ của kim loại quý bên trong. Tổng công ty bảo hiểm tỉnh BC ICBC tuyên bố số vụ trộm bộ chuyển đổi xúc tác ở tỉnh BC đã tăng từ 89 vụ vào năm 2017 lên 1.953 vụ vào năm ngoái đồng thời thì chi phí yêu cầu bồi thường cho công ty bảo hiểm đại chúng đã tăng từ 356.950 đô la lên 4.059.081 đô la vào năm ngoái. Loblaws mua lại chuỗi phòng khám LifeMark với giá 845 triệu đô la trong đợt đẩy mạnh của Drug Mart vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Công ty Loblaws là nhà bán lẻ thực phẩm và thuốc lớn nhất Canada đang mua lại một chuỗi phòng khám vật lý trị liệu hàng đầu với giá 845 triệu đô la như một phần của kế hoạch biến Shoppers Drug Mart thành nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Lớp lo thông báo vào ngày 14 tháng 3 rằng họ sẽ mua lại LifeMart Health Corp có trụ sở tại Toronto từ công ty cổ phần tư nhân ODAX của Hoa Kỳ, bổ sung 300 phòng khám và mạng lưới Shoppers Drug Mart. Các phòng khám cung cấp các dịch vụ vật lý trị liệu, xoa bóp chăm sóc sức khỏe tâm thần và trị liệu thần kinh cột sống trên khắp cả nước. Lớp lo đã mua lại Shoppers Drug Mart vào năm 2014, đã để mắt đến ngành chăm sóc sức khỏe như một cách để mở rộng kinh doanh. Lớp lo coi chăm sóc sức khỏe là một trong bốn lĩnh vực ưu tiên để phát triển chiến lược và đã và đang xây dựng ổn định các phòng khám và công nghệ chăm sóc sức khỏe ổn định trong suốt đại dịch. Thương vụ mua lại Livemark bổ sung thêm một lớp nữa cho cánh chăm sóc sức khỏe đang phát triển của Shopper Stock Cho phép công ty này thâm nhập vào thị trường trị giá 11 tỷ đô la Canada cho các dịch vụ vật lý trị liệu và phục hồi chức năng ngoại trú, theo thông báo hôm thứ Hai. Nhà phân tích Patricia Baker của Scotiabank cho biết, động thái này sẽ cung cấp một hồ sơ tăng trưởng nâng cao khi công ty này tiếp tục triển khai một thị trường bị phân mảnh cao Doanh số tại superstore mark đại diện cho khoảng 30% hoạt động kinh doanh bán lẻ của lớp lo trong quý, đạt 3,7 tỷ đô la trong quý 4. Thương vụ LiveMark dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 2 trong khi chờ cuộc cạnh tranh xem xét. Những người nhập cư, cha mẹ đơn thân và người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hệ thống thuế. Một nghiên cứu mới từ Bộ Tài chính cho thấy, các bậc cha mẹ đơn thân, các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn và những người nhập cư gần đây có nhiều khả năng mất nhiều tiền hơn để kiếm thêm tiền so với hầu hết các nhóm lao động khác. Những người lao động sống ở tỉnh Quebec và những người trong độ tuổi từ 35 đến 44 cũng có nhiều khả năng bị mất thêm thu nhập do làm việc nhiều giờ hơn hoặc là kiếm được công việc được trả lương cao hơn. Trong một số trường hợp, số liệu liên bang phát hiện ra rằng những nhóm người lao động đó có nhiều khả năng thấy trên 50% thu nhập của họ bị bù lại bằng thuế cao hơn, khoản trợ cấp giảm hoặc là kết hợp cả hai. Phụ nữ cũng có nhiều khả năng bị mất hơn 60% số tiền kiếm được so với nam giới. Chuyên gia cho biết cần phải xem xét lại hệ thống thuế này vì hệ thống thuế đã được thiết kế từ lâu và không nắm bắt được đầy đủ nền kinh tế như cấu trúc hiện tại. Trung bình thì người lao động mất 341 đô la cho mỗi lần tăng 1.000 đô la thu nhập của họ. Các trang trại và các nhà sản xuất lo lắng khi ngày có thể xảy ra cuộc đình công của PC Rail tới gần. Các khách hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn đường sắt Canadian Pacific Railway đang ngày càng lo ngại về một cuộc tranh chấp lao động mà công đoàn cho rằng có thể dẫn tới một cuộc đình công có thể xảy ra vào đầu tuần này. Vào đầu tháng này, Hội nghị đường sắt Canada Teamsters đã báo cáo kết quả của cuộc bỏ phiếu đình công của các nhân viên Canada Pacific. Theo công đoàn, thì có hơn 96% thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ việc ngừng công việc tại tuyến đường sắt có trụ sở tại Calgary. Mặc dù cả CP và nhóm nghiên cứu đều không cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng của các cuộc đàm phán vào ngày thứ hai, nhưng mà công đoàn trước đó đã chỉ ra rằng một cuộc đình công có thể bắt đầu ngay sau nửa đêm ngày 16 tháng 3. Công đoàn cho biết tiền lương, phúc lợi và lương hưu là những vấn đề chính gây ra cuộc đình công số lượng người đăng ký xe điện Canada tăng vào vào năm 2021 nhưng vẫn tuột hậu so với châu Âu. Năm ngoái, nhiều loại xe điện mới đã xuất hiện ở Canada hơn bao giờ hết nhưng mà tốc độ tăng trưởng không nhanh bằng tình hình đang diễn ra ở châu Âu. Thống kê Canada cho biết đã có hơn 65.000 xe hơi điện hybrid chỉ chạy bằng ác quy mới đã được đăng ký trong 9 tháng đầu năm 2021 so với 38.000 chiếc vào năm 2020 cũng có nhiều người đăng ký xe điện mới hơn chỉ trong 9 tháng vào năm ngoái so với bất kỳ năm nào trước đó. Xe điện chỉ chiếm một trong 20 đăng ký xe du lịch mới, thấp hơn nhiều so với mục tiêu của chính phủ là một trong mỗi hai đăng ký xe mới vào năm 2030 và tốc độ tăng trưởng ở Canada kém xa so với những gì đã diễn ra ở bên kia Đại Tây Dương. Hai năm trước, thị phần xe điện của Canada là 3%, ngang bằng với Pháp, Đức và Vương quốc Anh, nhưng mà năm ngoái thì số xe điện đã chiếm hơn 1/6 đăng ký mới ở Anh và Pháp và hơn 1/4 ở Đức. Lớp tiết dày 20 cho tới 35 cm phủ trên quốc lộ 3. Cảnh báo mùa đông đã được ban hành cho phần quốc lộ 3 giữa Parsons Summit và Kootenay Pass. Dự kiến tuyết sẽ rơi từ 25 cho tới 35 cm trước đêm thứ ba với lượng tuyết dày dự kiến từ chiều ngày thứ hai cho tới sáng ngày thứ ba khoảng 15 cm tuyết sẽ tích tụ vào sáng ngày thứ ba. Môi trường Canada cho biết bầu không khí trở nên không ổn định vào chiều ngày thứ ba khi mà các trận bão tuyết đối lưu dự kiến sẽ xảy ra. Cơ quan thời tiết quốc gia giải thích rằng bão tuyết đối lưu là thời kỳ tuyết rơi dày đặc và trong thời gian này lượng tuyết rơi tích tụ càng không chắc chắn. Do đó có thể có thêm 10 cho tới 20 cm tuyết vào đêm thứ ba. Cập nhật về tình hình Covid tại Canada. Tính tới tối ngày 14 tháng 3, Canada báo cáo có thêm 3.856 ca COVID-19 mới vào ngày thứ Hai và 4.496 ca vào ngày Chủ nhật nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên 3.368.165. Hiện nay có 111.733 ca còn bệnh và có thêm 72 ca tử vong được ghi nhận trong 2 ngày qua. Tổng số ca tử vong là 36.947 cho đến nay. Theo ghi nhận, cho đến nay đã có hơn 81,6 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 32,6 triệu người hay là hơn 85,3% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và 81,1% dân số đã tiêm hai liều. Đã có hơn 46,7% dân số, tức là 11,8 triệu người đã tiêm mũi thứ ba. 89,7% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 85,3% đã tiêm hai liều. Tỉnh Alberta đã báo cáo có tổng cộng 1.351 ca nhiễm mới kể từ cuối tuần qua, bao gồm 447 ca vào ngày thứ hai tỉnh PC, các quan chức y tế đã công bố tổng cộng có 689 ca bệnh mới vào cuối tuần qua và có 198 ca được báo cáo vào ngày thứ hai. Ở tỉnh Manitoba, trong 24 giờ qua, tỉnh này đã báo cáo có thêm 111 ca mắc mới và có 6 ca tử vong. Ontario đã báo cáo có 1.116 ca bệnh COVID-19 mới và hôm nay là lần đầu tiên kể từ tháng 12, tỉnh Ontario không có ca tử vong mới nào liên quan tới COVID-19. Tại tỉnh Quebec, có 670 ca bệnh mới và 9 ca tử vong. Prince Edward Island, từ ngày thứ Sáu, tỉnh đã báo cáo có 857 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong. Yukon có 21 ca bệnh mới vào ngày thứ Sáu. Và NWT cũng có 76 ca bệnh mới tính từ ngày thứ Sáu. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. EU áp đặt lệnh trừng phạt thứ tư chống lại Nga về chiến tranh. IMF cho biết nền kinh tế của Ukraine có thể giảm tới 35% vào năm 2022. Nền kinh tế của Mỹ xuất hiện dấu hiệu cảnh báo về suy thoái Nga cho biết họ có thể phải trả nợ ngoại hối bằng đồng rút do các lệnh trừng phạt. Phi hành gia của Mỹ đã có thể về nhà với tàu vũ trụ của Nga trong bối cảnh những căng thẳng đang diễn ra. Iran cho biết Mỹ phải đưa ra quyết định về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Sau đây là một số diễn biến mới nhất về cuộc chiến Nga và Ukraine đã bước sang ngày thứ 19 Nga và Ukraine giữ một con đường ngoại giao mong manh mở ra với một phòng đàm phán mới vào hôm thứ hai, ngay cả khi các lực lượng của Moscow tấn công Kiev và các thành phố khác trên khắp đất nước trong một cuộc bắn phá trừng phạt mà Hội chữ thập đỏ cho biết đã tạo ra cơn ác mộng đối với dân thường. Ngay trước bình minh ngày thứ ba, những vụ nổ lớn đã xảy ra trên khắp Kiev khi Nga đẩy mạnh tiến công của mình trên nhiều mặt trận. Ở những nơi khác, một đoàn xe gồm 160 xe dân sự rời khỏi thành phố cảng Meripo bị bao vây dọc theo một tuyến đường nhân đạo được chỉ định. Hội đồng thành phố báo cáo, trong một tia hy vọng hiếm hoi, trong một tuần rưỡi sau cuộc bao vây chết người đã nổ nát các ngôi nhà và các tòa nhà, đẩy người dân vào cảnh tuyệt vọng khi không có thức ăn, nước uống, nhiệt và thuốc men. Hình ảnh vệ tinh của Maxar Technologies cho thấy đám cháy bùng cháy khắp thành phố, với nhiều tòa nhà chung cư cao tầng bị hư hại nặng hoặc là bị phá hủy. Khu dân cư bị đánh bom. Trong đêm thì các cảnh báo về cuộc không kích đã vang lên ở các thành phố và thị trấn trên khắp đất nước, từ gần biên giới Nga ở phía đông đến dãy núi Kabatian ở phía tây và giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô Kiev. Các quan chức Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã nã pháo vào một số vùng ngoại ô của thủ đô. Nhà chức trách Ukraine cho biết hai người đã thiệt mạng khi quân Nga ập vào nhà máy sản xuất máy bay ở Kiev, làm bùng lên đám cháy lớn. Nhà máy Antonov là nhà máy máy bay lớn nhất của Ukraine và sản xuất nhiều máy bay chở hàng lớn nhất thế giới. Pháo binh Nga cũng bắn trúng một tòa nhà chung cư 9 tầng ở quận Obolonsky, phía bắc thành phố, khiến thêm hai người thiệt mạng. Cơ quan khẩn cấp Ukraine cho biết, một cuộc không kích của Nga gần một trạm kiểm soát của Ukraine đã gây ra thiệt hại trên diện rộng cho một khu phố ở trung tâm thành phố Kiev, khiến một người thiệt mạng. Tại một khu vực bên ngoài Kiev, phóng viên Benjamin Hall của Fox News đã bị thương trong khi đưa tin và phải nhập viện các cuộc không kích đã được báo cáo trên khắp đất nước bao gồm cả thành phố Mykolaiv ở phía nam và thành phố sơnnif ở phía bắc các vụ nổ cũng vang dội trong đêm xung quanh cảng kherson ở biển đen do nga chiếm đóng chín người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa và một tháp truyền hình ở ngôi làng phía tây antopol theo thống đốc khu vực nhìn chung thì gần như tất cả các cuộc tấn công của quân đội nga vẫn bị đình trệ sau khi đạt được ít tiến triển vào cuối tuần theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, người giấu tên, để thảo luận. Quân đội Nga vẫn còn cách trung tâm Kiev khoảng 15 km, tức là 9 dặm. Quan chức này cũng cho biết rằng các lực lượng Nga đã phóng hơn 900 tên lửa, nhưng không phận của Ukraine vẫn đang tranh đấu, trong đó Nga không đạt được ưu thế trên không toàn diện. Nhiều máy bay mà các hãng hàng không Nga sử dụng được thuê từ các công ty nước ngoài trong đó có một số máy bay ở Ireland, một thành viên của liên minh châu Âu. Tháng trước thì khối châu Âu đã cấm bán hoặc cho thuê máy bay cho Nga, như một phần của các biện pháp trừng phạt nhằm trừng phạt Nga xâm lược Ukraine. Khối châu Âu đã cho các công ty cho thuê đến ngày 28 tháng 3 để kết thúc các hợp đồng hiện tại ở Nga. Tại Liên Hiệp Quốc, người đứng đầu Liên Hiệp Quốc hôm thứ hai cảnh báo rằng Cuộc chiến của Nga với Ukraine đang chém một nhát gươm đối với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nước nghèo đang phát triển phải đối mặt với giá thực phẩm, nhiên liệu và phân bón tăng vọt và hiện đang chứng kiến cuộc sống của họ bị ném bom. Tổng thư ký Antonio Guterres nói với các phóng viên rằng, Nga và Ukraine đại diện cho hơn một nửa nguồn cung cấp dầu hướng dương và khoảng 30% lúa mì của thế giới và giá ngũ cốc đã vượt quá mức giá mà khi bạo loạn lương thực xảy ra năm 2007 đến 2008. 45 quốc gia châu Phi và kém phát triển nhất nhập khẩu ít nhất 1 phần 3 lúa mì của họ từ Ukraine và Nga và 18 trong số đó nhập khẩu ít nhất là 50%. Ông Guterres cảnh báo tất cả những điều này đang đánh vào những người nghèo nhất và gieo mầm cho những bất ổn chính trị và bất ổn trên toàn cầu. tại kiev ukraine tổng thống ukraine zelensky nói rằng các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn ukraine và nga sẽ tiếp tục vào thứ ba ông cho biết hôm thứ hai đã nói chuyện với thủ tướng israel là ông naftali bennett như một phần trong nỗ lực nhanh chóng kết thúc chiến tranh và đạt được hòa bình trung thực thủ tướng bennett người đã tìm cách dàn xếp hòa bình cũng đã nói chuyện hôm thứ hai với tổng thống nga vladimir putin tổng thống zelensky đã ca ngợi một nhân viên truyền hình nhà nước Nga đã làm gián đoạn chương trình thời sự chính buổi tối đang phát trực tiếp trên kênh 1 của Nga khi người này chạy vào trường quay với một áp phích phản đối chiến tranh ở Ukraine. Trang web OVD Info chuyên theo dõi các vụ bắt giữ chính trị đã xác định người phụ nữ này đã làm gián đoạn chương trình phát sóng trên kênh 1 là Marina Osina Nikova, trang OVD Info đã đăng một video, trong đó cô Osina Nikova tự nhận mình là nhân viên của kênh 1 và lên tiếng phản đối chiến tranh. Cô nói, những gì đang xảy ra bây giờ là một tội ác. Nga là một quốc gia xâm lược và Vladimir Putin hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động gây hấn đó. Nhân viên này sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Lãnh đạo vùng Chechnya của Nga được Điện Kremlin hậu thuẫn nói rằng các máy bay chiến đấu Chechnya đang dẫn đầu cuộc tấn công của Nga vào cảng chiến lược Mariupol. Quân đội Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi nỗ lực của Nga nhằm giành quyền kiểm soát cảng chiến lược Mariupol. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã rút lui sau khi chịu tổn thất. Quân đội Nga đã bao vây thành phố cảng biển Azov với 430.000 người trong một tuần rưỡi khiến cư dân của nó tuyệt vọng về nguồn điện, nước và lương thực. Hơn 2.500 cư dân của Mariupol đã thiệt mạng do trận pháo kích của Nga. Phó Thủ tướng Ukraine là Irina Vereshchuk cho biết, Cuộc pháo kích của Nga hôm thứ Hai đã cản trở một nỗ lực khác để cung cấp thực phẩm và thuốc men cho thành phố. Một đoàn xe nhân đạo gồm 160 xe dân sự đã rời Mariupol sau nhiều lần thất bại trong việc chi tản dân thường vì bị Nga pháo kích. Người phụ nữ mang thai và đứa bé đã chết sau vụ đánh bom ở khu hộ sinh Ukraine vào tuần trước. Một phụ nữ mang thai bị thương được đưa trên cán từ một bệnh viện phụ sản bị Nga ném bom vào tuần trước đã tử vong cùng với đứa con của cô ấy, theo AP đưa tin. Những hình ảnh của người phụ nữ đã được nhìn thấy trên khắp thế giới thể hiện sự kinh hoàng của một cuộc tấn công vào dân thường. Cô là một trong ít nhất ba phụ nữ mang thai được hãng thông tấn AP theo dõi từ bệnh viện phụ sản bị bắn phá hôm thứ Tư ở thành phố Mariupol của Ukraine. Hai người còn lại sống sót cùng với con gái mới sinh của họ. Trong video và các bức ảnh do các nhà báo AP quay sau vụ tấn công bệnh viện, người phụ nữ bị thương vuốt ve vùng bụng dưới bên trái đầy máu khi nhân viên cấp cứu bế cô qua đống đổ nát. Khuôn mặt trắng bệch phản ánh sự bàng hoàng của cô trước những gì vừa xảy ra. Đó là một trong những khoảnh khắc tàn khốc nhất cho đến nay trong cuộc chiến 19 ngày của Nga ở Ukraine. Người phụ nữ này được đưa đến một bệnh viện khác gần tuyến đầu hơn, nơi các bác sĩ đã cố gắng cứu cô. Nhận ra cô ấy sắp mất đứa con của mình, cô ấy đã hát lên với họ, hãy giết tôi ngay bây giờ. Bác sĩ Timur Marin cho biết vào hôm thứ Bảy rằng, xương chậu của người phụ nữ này đã bị nghiền nát và xương hôn của cô ấy bị tách ra. Em bé của cô ấy được sinh bằng phương pháp mổ lấy thai nhưng không có dấu hiệu của sự sống, bác sĩ cho biết. Họ đã cố gắng cứu người phụ nữ này và sau hơn 30 phút hồi sức cho người mẹ không có kết quả, cả hai đều tử vong. Trong tình trạng hỗn loạn sau cuộc không kích hôm thứ Tư, các nhân viên y tế không có thời gian để biết tên người phụ nữ này trước khi chồng và cha cô đến để mang thi thể của cô đi. Họ nói rằng ít nhất ai đó đã đến để nhận xác cô ấy, vì vậy cô ấy không phải kết thúc trong những ngôi mộ tập thể được đào cho số lượng người chết ngày càng gia tăng ở thành phố cảng Mariupol. Trong khi đó, Mỹ đã đưa ra cảnh báo Trung Quốc về hậu quả nếu hỗ trợ Nga. Theo Mỹ, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu họ giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt trong cuộc xâm lược Ukraine các quan chức mỹ giấu tên nói với nhiều hãng tin rằng trung quốc đã phát tín hiệu sẵn sàng cung cấp hỗ trợ quân sự cho nga bộ ngoại giao trung quốc cáo buộc mỹ phát tán thông tin sai lệch nga thì phủ nhận yêu cầu bắc kinh trợ giúp quân sự các cuộc trao đổi diễn ra trước khi các quan chức hàng đầu của hoa kỳ và trung quốc gặp nhau tại rome các hãng truyền thông dẫn lời các quan chức washington nói rằng những ngày gần đây nga đã yêu cầu trung quốc cụ thể là về các thiết bị quân sự, bao gồm cả máy bay không người lái, drones. Hôm thứ Hai, Mỹ cảnh báo các đồng minh rằng Trung Quốc đã gợi ý rằng họ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ quân sự cho chiến dịch ở Ukraine và kinh tế để giúp ngăn chặn tác động của các lệnh trừng phạt nghiêm khắc do phương Tây áp đặt. Theo các báo cáo truyền thông cho biết, báo cáo được đưa ra khi Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là ông Jack Sullivan – Gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc là Dương Khiết Trì để hội đàm tại Rome. Ông Sullivan đã nêu ra một loạt vấn đề trong quan hệ Mỹ Trung với cuộc thảo luận quan trọng về cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Thông tin về cuộc họp cho biết, họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc cởi mở giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN trước đó, ông Sullivan cho biết, Mỹ đang trao đổi trực tiếp riêng tư với Bắc Kinh rằng hoàn toàn sẽ có hậu quả đối với các nỗ lực trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn hoặc là hỗ trợ cho Nga làm như vậy. Đáp lại thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh là Zhao Lijian cho biết, Mỹ đã phát tán thông tin sai lệch nhắm vào Trung Quốc về vấn đề Ukraine với ý đồ xấu. Khi được hỏi liệu ông có thể làm rõ liệu Trung Quốc có nhận được yêu cầu trợ giúp quân sự từ Nga hay không, ông Zhao cho biết đây là tin giả, nhưng lại không phủ nhận trực tiếp Ông nói thêm rằng lập trường của Trung Quốc luôn nhất quán và Trung Quốc đang đóng một vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán. Trong khi đó, các quan chức Nhà Trắng đang thảo luận về khả năng Tổng thống Biden tới Châu Âu gặp các đồng minh để nói chuyện trực tiếp về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, theo bà quan chức Mỹ. Cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đã đặt Trung Quốc vào thế khó với hai đối tác thương mại lớn nhất của họ là Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu. Trung Quốc cần tiếp cận các thị trường đó, nhưng họ cũng đã thể hiện sự ủng hộ đối với Moscow, cùng với Nga tuyên bố quan hệ hữu nghị không có giới hạn. Mỹ thì nói rằng Trung Quốc đang che đậy một cách hiệu quả nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học hoặc là hóa học nhằm vào người Ukraine. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Abel cho biết vào hôm thứ Hai rằng ông đã yêu cầu người đồng cấp Trung Quốc là Vương Nghị sử dụng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Moscow để chấm dứt chiến tranh. Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt thứ tư chống lại Nga vì chiến tranh. Liên minh châu Âu thông báo vào cuối ngày thứ hai rằng, khối 27 quốc gia đã thông qua một loạt các biện pháp trừng phạt mới để trừng phạt Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine. Pháp, quốc gia giữ chức chủ tịch khối châu Âu, cho biết, khối đã tham vấn với các đối tác quốc tế đã thông qua gói trừng phạt thứ tư nhắm vào các cá nhân và thực thể liên quan đến hành động xâm lược Ukraine, cũng như là một số lĩnh vực của nền kinh tế Nga. Tổng thống Pháp cho biết trong một tuyên bố rằng, Khối cũng đã thông qua một tuyên bố với Tổ chức Thương mại Thế giới về việc đình chỉ áp dụng điều khoản tối huệ quốc đối với Nga và đình chỉ việc xem xét đơn xin gia nhập WTO của Belarus. Nếu Nga bị đình chỉ hoạt động, các công ty của nước này sẽ không còn được đối xử đặc biệt trong toàn khối. Các thông báo này phù hợp với những gì các nhà lãnh đạo đã tuyên bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Versailles vào thứ Sáu tuần trước rằng một gói trừng phạt nghiêm ngặt sẽ được đưa ra nếu Nga tiếp tục xâm lược Ukraine. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng trước, khối châu Âu đã áp dụng các biện pháp cứng rắn nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin Hệ thống tài chính của Nga và các nhà tài phiệt có khả năng bảo trì cao. Tuần trước, các quốc gia trong khối đã đồng ý áp dụng các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với 160 cá nhân và bổ sung các hạn chế mới đối với việc xuất khẩu hàng hải và công nghệ liên lạc vô tuyến. Họ cũng đã quyết định loại ba ngân hàng Belarus khỏi uh, hệ thống SWIFT, là hệ thống thống trị các giao dịch tài chính toàn cầu. Nhìn chung thì các biện pháp hạn chế của khối châu Âu hiện áp dụng cho tổng số 862 cá nhân và 53 tổ chức. Trong một tuyên bố được công bố sau hội nghị thượng đỉnh, Chủ tịch Ủy ban khối châu Âu là Ursula von der Leyen cho biết, gói trừng phạt thứ tư sẽ cô lập Nga hơn nữa và rút cạn các nguồn lực mà nước này sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến tranh. Bà cho biết khối châu Âu sẽ hợp tác chặt chẽ với nhóm 7 thành viên để gia tăng sức ép chống lại Moscow. Các nỗ lực để đồng ý tẩy chai dầu mỏ đối với Nga rất phức tạp, bởi vì một số nước khối châu Âu, bao gồm cả Đức và Ý, phụ thuộc vào năng lượng của Nga nhiều hơn so với các nước khác. Trong phạm vi khối châu Âu, Ba Lan nhận 67% dầu từ Nga, trong khi Ireland chỉ nhận 5%. IMF cho biết nền kinh tế của Ukraine có thể giảm tới 35% vào năm 2022. Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo nền kinh tế Ukraine do bị tàn phá bởi chiến tranh có thể giảm tới 35% trong năm nay nếu một cuộc xung đột còn kéo dài. Trong đánh giá ban đầu, IMF cho biết thiệt hại về nhân mạng, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quan trọng, gián đoạn thương mại và các dòng người tì nạn sẽ dẫn đến tổng sản phẩm quốc nội giảm tối thiểu 10% vào năm 2021. Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh rằng kinh nghiệm của các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi các cuộc chiến tranh gần đây, chẳng hạn như Iraq và Syria cho thấy tác động có thể nghiêm trọng hơn nhiều. IMF cũng cho biết chiến tranh vốn khiến cho giá năng lượng tăng mạnh sẽ gây ra thiệt hại khủng khiếp cho nền kinh tế toàn cầu. Vào tuần trước thì IMF đã công bố gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp 1,4 tỷ Mỹ Kim để giúp cho Ukraine có thể đối phó với chi phí tài chính ngày càng tăng của cuộc chiến khiến cho gần một nửa số ngân hàng phải đóng cửa và ngân hàng trung ương gặp khó khăn trong việc chuyển tiền mặt đến các chi nhánh và máy ATM. Báo cáo cũng lưu ý Ukraine phải đối mặt với một cú sốc nhân đạo lớn về các dấu hiệu về thiệt hại nhân mạng đang gia tăng nhanh chóng và sự phá hủy cơ sở hạ tầng đáng kể trên khắp nước Ukraine. Hàng không và các cảng ngoài biển đã phải đóng cửa và thiệt hại đáng kể đã phải gánh chịu tại Mariupol và phần lớn các sân bay. Một số lượng lớn cầu đường đã bị phá hủy, tiếp tục làm tê liệt giao thông vận tải và hậu cần. IMF thừa nhận có sự không chắc chắn lớn về tác động kinh tế của chiến tranh, nhưng cho biết thay vì dự báo tăng trưởng 3,5% trong năm nay, họ dự kiến một cuộc suy thoái sâu. IMF dự đoán GDP sẽ giảm 10% với điều kiện là chiến tranh phải chấm dứt ngay lập tức và có sự giúp đỡ về tài chính từ các cơ quan tài trợ. Xung đột trước đây giữa Ukraine và Nga liên quan tới việc Moscow sát nhập Crimea đã khiến cho nền kinh tế của Ukraine thu hẹp 6,6% vào năm 2014 và thêm 10% vào năm 2015 theo ước tính của IMF thì Nga cũng sẽ phải gánh chịu một cuộc suy thoái sâu sắc và sẽ đưa ra ước tính về tác động đối với sản lượng trong chuyển vọng kinh tế thế giới vào tháng tới. Nền kinh tế Mỹ xuất hiện dấu hiệu cảnh báo suy thoái Giá dầu và khí đốt tăng cao đã giống lên hội chuông cảnh báo suy thoái trên toàn thế giới. Nhưng một chỉ báo kinh tế khác đang bắt đầu có vẻ đáng ngại là đường công lợi suất đang phẳng phố Wall theo dõi chặt chẽ sự khác biệt hoặc là chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Đáng chú ý nhất là kho bạc 2 năm và lãi suất trái phiếu dài hạn hơn như là kho bạc 10 năm. Khi mức chênh lệch giảm đi, các nhà đầu tư lo lắng rằng đường công lợi suất cuối cùng có thể đảo ngược, có nghĩa là lãi suất ngắn hạn sẽ cao hơn lợi suất dài hạn. Tính đến thứ sáu, mức chênh lệch chỉ là 0,25% với lợi suất 10 năm là khoảng 2% và 2 năm là 1,75%. Khoảng cách đã mở rộng một chút vào thứ hai khi kỳ hạn 10 năm tăng lên 2,1% và lợi suất kỳ hạn 2 năm lên khoảng 1,82%, làm cho mức chênh lệch là ở mức 0,28%. Một đường công lợi suất đảo ngược thường là tín hiệu suy thoái tiềm ẩn. Đường công lợi suất đảo ngược vào năm 2019 trước cuộc suy thoái do COVID-19 gây ra năm 2020. Đường công lợi suất cũng đã như vậy vào năm 2007 trước cuộc đại suy thoái của khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Và đường công này cũng đã đảo ngược vào đầu năm 2000 ngay trước cuộc khủng hoảng chứng khoán công nghệ .com. Khi các nhà đầu tư muốn lãi suất trái phiếu ngắn hạn cao hơn, đó là dấu hiệu cho thấy các trái chủ đang lo lắng thông thường lãi suất cho trái phiếu dài hạn cao hơn vì bạn phải đợi lâu hơn để được hoàn vốn một số người cho rằng lý do duy nhất khiến điều này xảy ra là do nga xâm lược ukraine và dẫn đến giá hàng hóa tăng đột biến cục dự trữ liên bang được cho là sẽ tăng lãi suất vào cuối tuần này có thể sẽ không tăng lãi suất quá mạnh để mức lợi suất ngắn hạn không tăng hơn nữa và có thể làm đảo lộn đường công lợi suất điều đó có thể gây ra sự chậm lại của thị trường việc làm. Mặc dù căng thẳng địa chính trị có thể làm biến dạng giá cả, nhưng áp lực lạm phát đã hình thành trước cuộc tấn công của Nga và Ukraine. Thông Tom Ac là người sáng lập Seven's Report Research lập luận rằng việc cục dự trữ liên bang Fed tăng lãi suất và nền kinh tế tăng trưởng chậm lại có thể sẽ dẫn đến đường công lãi suất đảo ngược vào cuối năm nay ngay cả khi Nga và Ukraine không xuất hiện trong tiêu đề. Lãi suất ngắn hạn tăng cũng có thể tạo ra vấn đề cho các công ty lớn ở phố Wall. Mặc dù lãi suất cao hơn có xu hướng thúc đẩy lợi nhuận cho các khoản vay, nhưng cũng khiến giao dịch, đặc biệt là đối với trái phiếu, trở thành một canh bạc. Thực tế là lợi suất trái phiếu thấp không hẳn là một điều xấu. Tỷ giá giảm khi các nhà đầu tư mua trái phiếu vì vậy, các nhà giao dịch rõ ràng vẫn đang thấy khoản nợ của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đủ ổn định để tiếp tục đổ xô vào. Nga cho biết họ có thể phải trả nợ ngoại hối bằng đồng rút do các lệnh trừng phạt. Bộ Tài chính Nga hôm thứ Hai cho biết, bộ này đang chuẩn bị thanh toán một số khoản nợ bằng ngoại tệ vào ngày thứ tư nhưng mà các khoản thanh toán như vậy sẽ được thực hiện bằng đồng rút nếu mà các lệnh trừng phạt ngăn cản ngân hàng xử lý các khoản nợ. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với các sự kiện ở Ukraine đã cắt đứt Nga khỏi các bộ phận quan trọng của thị trường tài chánh toàn cầu và đã đóng băng gần một nửa trong số 640 tỷ Mỹ Kim giữ trữ ngoại hối và vàng của Nga, gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Suanov cho biết Nga phải thanh toán phiếu giảm giá trên Eurobond vào ngày 16 tháng 3 và đã yêu cầu các ngân hàng phương Tây thực hiện giao dịch. Nhưng nếu một phần lớn dự trữ của Nga bị đóng băng, thì khoản thanh toán có thể gặp thách thức cụ thể vì khả năng các khoản thanh toán đó được thực hiện sẽ được phụ thuộc vào các lệnh trừng phạt. Chính phủ sẽ trả 117 triệu đô la cho hai trái phiếu mệnh giá đô la vào ngày thứ Tư, Nga có các quỹ cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ đối ngoại của mình và cũng có thể sử dụng một phần nhân dân tệ trong dự trữ vàng và ngoại hối của mình nếu có nhu cầu. Đồng tiền Trung Quốc chiếm 13,1% dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga vào tháng 6 năm 2021, so với chỉ 0,1% vào tháng 6 năm 2017, với tỷ lệ nắm giữ đô la của Moscow giảm xuống 16,4% từ 46,3% trong cùng kỳ. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Nga sau Liên minh châu Âu. Xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc trị giá 79,3 tỷ Mỹ Kim vào năm 2021, trong đó dầu và khí đốt chiếm 56%, theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết. Phi hành gia của Hoa Kỳ đã có thể trở lại trái đất thông qua tàu vũ trụ của Nga trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra phi hành gia người mỹ mark van hee đã vượt qua gần một năm trong không gian nhưng mà phải đối mặt với điều có thể là nhiệm vụ khó khăn nhất của anh ấy đó là lái tàu con thoi của nga trở về trái đất trong bối cảnh căng thẳng giữa các nước ngày càng sâu sắc nasa khẳng định kế hoạch trở về trái đất của van hee vào cuối tháng vẫn không thay đổi ngay cả khi cuộc xâm lược của nga vào ukraine dẫn tới việc các vụ phóng bị hủy bỏ hợp đồng bị phá vỡ và một cuộc chiến tư ngữ ngày càng leo thang của các lãnh đạo trong cơ quan vũ trụ Nga. Nhiều người lo lắng Dmitry Rogozin đang đặt ra mối quan hệ đối tác hòa bình ngoài hành tinh trong nhiều thập kỷ vào nguy cơ rủi ro. Và đáng chú ý nhất là trạm vũ trụ quốc tế Van Hay là người đã phá kỷ lục 340 ngày trên chuyến bay đơn của Hoa Kỳ sẽ lên đường cùng với hai người Nga trên tàu con nhọn Soyuz để hạ cánh ở Kazakhstan vào ngày 30 tháng 3. Khi ấy thì phi hành gia Hoa Kỳ này đã có 355 ngày trong không gian, thiết lập một kỷ lục mới của Hoa Kỳ. Kỷ lục thế giới là 438 ngày liên tục trong không gian thuộc về Nga. Van 55 tuổi, là một đại tá quân đội đang nghỉ hưu và vào trạm vũ trụ vào tháng 4 năm ngoái thông qua con tàu vũ trụ Nga Soyuz được phóng từ Kazakhstan. Bay cùng với anh gồm có hai phi hành gia người Nga trong đó có Pyotr Dubrov. Venedey và Dubrov đã ở lại lâu gấp đôi bình thường để đoán đoàn làm phim Nga đến thăm vào tháng 10. Khi mà tình hình ở 420 km phía dưới tức là ở trên trái đất so với con tàu vũ trụ của các phi hành gia trở nên căng thẳng vào tháng trước Van Hay thừa nhận rằng anh đang tránh các cuộc trò chuyện về Ukraine với các phi hành gia Nga. Được biết là ba phi hành gia Nga sẽ xuất phát từ Kazakhstan vào ngày thứ Sáu để thay thế các phi hành gia đang có mặt trên vũ trụ. Các hoạt động của trạm vũ trụ vẫn tiếp tục như mọi khi trên quỹ đạo và trên trái đất, theo NASA cho biết. Iran cho biết Mỹ phải đưa ra quyết định về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Người phát ngôn ngoại giao Iran cho biết hôm thứ hai rằng Hoa Kỳ cần phải đưa ra quyết định để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với các cường quốc thế giới. Người phát ngôn ngoại giao Iran cho biết hôm thứ hai trong bối cảnh lo ngại rằng các cuộc đàm phán ở Vên có thể bị sụp đổ, nhưng nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận mới đã bỏ ngỏ sau yêu cầu vào phút cuối của Nga đã buộc các cường quốc phải tạm dừng các cuộc đàm phán trong một thời gian không xác định mặc dù đã có một văn bản phần lớn đã được hoàn thành. Tờ No News của Iran liên kết với một cơ quan an ninh hàng đầu đã mô tả chuyến thăm của Ngoại trưởng tới Moscow là một nền tảng cho các cuộc đàm phán nghiêm túc, thẳng thắn và hướng tới tương lai giữa hai quốc gia đã chứng minh rằng họ có thể hợp tác rất chặt chẽ, quyết liệt và thành công đối với những vấn đề phức tạp. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết Washington đã sẵn sàng cho các lựa chọn thay thế ngoại giao để ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân nếu mà bế tắc do các lệnh trừng phạt chống lại Nga khiến cho việc quay trở lại chính thức thỏa thuận hạt nhân năm 2015 là không thể. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu, Washington tiếp tục tin rằng một thỏa thuận tiềm năng để quay trở lại thỏa thuận của năm 2015 đã gần kết thúc, nhưng cho biết Tehran và Moscow là những nơi cần đưa ra quyết định. Thêm các đợt phong tỏa ở Trung Quốc, Hồng Kông sẽ không áp dụng các hạn chế mới trong bối cảnh COVID-19 tăng đột biến do Omicron tàn hình. Trung Quốc đã cấm hầu hết người dân rời khỏi một tỉnh Đông Bắc bị bùng phát coronavirus và huy động quân sự dự bị vào hôm thứ Hai khi biến thể Omicron tàn hình lây lan nhanh chóng là nguyên nhân dẫn đến đợt bùng phát lớn nhất của nước này kể từ khi bắt đầu đại dịch cách đây 2 năm. Quỹ ban Y tế Quốc gia đã báo cáo 1.337 trường hợp lây truyền tại địa phương trong khoảng thời gian 24 giờ gần nhất tại hàng chục thành phố đại lục. Trong đó thì có 895 trường hợp ở tỉnh công nghiệp Cát Lâm. Một thông báo của chính phủ cho biết rằng người dân sẽ cần phải có sự cho phép của cảnh sát khi rời khỏi khu vực hoặc là đi từ thành phố này sang thành phố khác. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề đã cử 7.000 người dự phòng để hỗ trợ ứng phó, từ việc giữ trật tự và đăng ký người dân tại các trung tâm thử nghiệm cho đến sử dụng máy bay không người lái để thực hiện việc phun thuốc và khử trùng trên không. Hàng trăm trường hợp đã được báo cáo ở các tỉnh và thành phố khác dọc theo bờ biển phía đông và nội địa của Trung Quốc. Bắc Kinh, nơi có 6 trường hợp nhiễm mới, và Thượng Hải với 41 trường hợp đã khóa các tòa nhà dân cư và văn phòng nơi phát hiện có người nhiễm bệnh. Trong khi đó, Hồng Kông hôm thứ Hai báo cáo 26.908 ca mắc mới và 249 trường hợp tử vong trong khoảng thời gian 24 giờ gần đây nhất. Lãnh đạo thành phố là bà Carrie Lam cho biết, các nhà chức trách sẽ không thắt chặt các hạn chế về đại dịch vào lúc này, vì trung tâm tài chính toàn cầu này đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Việc tụ tập nhiều hơn hai người là bị cấm. Hầu hết các địa điểm đóng cửa, bao gồm cả trường học và đeo khẩu trang là bắt buộc ở mọi nơi, ngay cả khi tập thể dục ngoài trời. Hồng Kông đã báo cáo hơn 700.000 ca nhiễm COVID-19 và khoảng 4.200 ca tử vong, hầu hết là trong 3 tuần qua. Số người chết đã tăng đột biến đặc biệt là ở những người già không được tiêm phòng của thành phố. Theo dữ liệu từ chính phủ thì 35% trong số những người từ 80 tuổi trở lên đã được tiêm hai liều vaccine coronavirus. Các quan chức hôm Chủ nhật cũng đã phong tỏa thành phố Thâm Quyến phía Nam, nơi có 17,5 triệu dân và là trung tâm tài chính và công nghệ lớn giáp với Hồng Kông. Hồng Kông đã khai trương cơ sở cách ly cộng đồng thứ tư vào Chủ nhật, nhằm cung cấp hơn 1.000 giường bệnh thành phố đang xây dựng tổng cộng khoảng 90.000 đơn vị cách ly với sự giúp đỡ của chính quyền đại lục để làm nơi ở cho những người bị nhẹ hoặc là không có triệu chứng. Trung Quốc đại lục cho đến nay đã chứng kiến tương đối ít ca lây nhiễm kể từ khi đợt bùng phát đầu tiên ở Vũ Hán vì chính phủ này đã nhanh chóng thực hiện chiến lược không khoan nhượng bằng cách dựa vào các biện pháp khóa chặt chẽ và kiểm dịch bắt buộc đối với bất kỳ ai tiếp xúc với một trường hợp dương tính Chính phủ này cho biết họ sẽ tiếp tục giữ vững chiến lược ngừng truyền tải trong thời điểm hiện tại. Thượng Hải thì đã ghi nhận 713 trường hợp trong tháng 3. Tại Bắc Kinh, một số tòa nhà đã bị phong tỏa vào cuối tuần qua. Phần lớn sự bùng phát hiện nay trên khắp các thành phố của Trung Quốc là do biến thể thường được gọi là Omicron tàng hình, tức là dòng biến thể BA.2 của biến thể Omicron. Nghiên cứu ban đầu cho thấy nó lây lan nhanh hơn cả Omicron ban đầu và bản thân nó lây lan nhanh hơn là virus gốc và các biến thể khác. Người Ukraine gốc Việt biểu tình chống Nga ở Kherson vì không muốn sống như Nga. Hôm 13 tháng 3, hàng trăm người dân tại thành phố Kherson, thành phố cảng tối quan trọng ở vùng Hắc Hải, với khoảng 290.000 dân ở phía nam Ukraine lại xuống đường biểu tình bất chấp xe tăng và binh lính có súng ống được điều động dọc con đường mà người biểu tình đi qua. Bài viết từ BBC đưa tin, một người Ukraine gốc Việt là anh son son tiếng Việt là tên Sơn, 28 tuổi, là một trong những người tham gia biểu tình. Anh có công việc kinh doanh tại Shernichas, một thành phố cảng nhỏ thuộc tỉnh Kherson, nằm trên bờ biển Ozov ở miền nam Ukraine cách thành phố Kherson 220 km. Đây là nơi giáp ranh với vùng Crimea đã bị Nga thông tính năm 2014, và đây cũng là điểm đầu tiên giao tranh nổ ra khi quân đội Nga tiến hành cuộc chiến với Ukraine, anh Sơn cho biết. Là người Ukraine thì đi biểu tình chứ. Nói tiếng Việt với ngữ điệu của người Việt thế hệ thứ hai sống ở nước ngoài, anh Sơn giải thích lý do tham gia biểu tình. Là người Ukraine gốc Việt thì phải đi biểu tình chứ vì có ai ở đây muốn theo Nga đâu. Những người biểu tình hô các câu chửi Putin, đuổi lính Nga đi, gọi lính Nga là phát xít và Kherson là của Ukraine. Hôm nay Nga còn đưa diễn viên đến đây để định quay phim như là dân Kherson thích theo Nga, nên người Ukraine biểu tình để họ không quay được. Cuối cùng thì họ phải đưa hết diễn viên lên xe và đi ra chỗ khác quay. Anh Sơn kể, có thể thấy dòng người biểu tình mang cờ Ukraine vừa đi vừa hô khẩu hiệu, bất chấp những chiếc xa tăng với binh lính Nga mang súng ống dọc tuyến tuần hành, thậm chí kể cả khi có quân đội Nga hai lần bắn chỉ thiên, nhưng những người biểu tình vẫn không dừng bước. Đây không phải lần đầu tiên người dân Kherson xuống đường phản đối kể từ khi Nga chiếm được thành phố này hôm 2 tháng 3, 6 ngày sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine bùng nổ. Bất chấp binh lính Nga đứng gác trên phố người dân Kherson vẫn đã liên tục biểu tình như cuộc tuần hành phản đối vào ngày 6 tháng 3 và 9 tháng 3 để bày tỏ thái độ trung thành với chính phủ Ukraine. Tương tự nhận xét của anh Sơn rằng Nga còn đưa diễn viên đến đây để định quay phim như là dân Kherson thích theo Nga. Người dùng Phan Đức Thái nêu ý kiến trên Facebook nói rằng nó sẽ cắt sáng video đem về Nga tuyên truyền rằng dân Kherson đang chào đón quân giải phóng Nga còn tài khoản china trần thì bình luận nếu ukraine rơi vào tay putin thì số phận người ukraine cũng như là người nga bây giờ hãy ai biểu tình phản đối thì bị bắt bỏ tù hết coi bộ putin muốn xé tan ukraine thành trăm mảnh mỗi thành phố chiếm được sẽ thành một quốc gia cộng hòa độc lập rồi sau đó sẽ xin gia nhập liên bang nga danh khoản của nam trần nhận xét còn một người dùng facebook khác là bùi ngọc xuân đặt câu hỏi Tấn công chia tách đất nước người ta thành vô số mảnh rồi mở mồm tuyên bố với thế giới là bảo vệ người Ukraine khỏi phát xít. Nếu Nga tốt vậy sao người dân toàn chạy về phía Tây? Bài viết thể hiện quan điểm của Hà Mi là cựu nhà báo BBC ở London. Samsung và Lulama giành được hợp đồng trị giá 940 triệu đô la Mỹ cho các nhà máy điện khí tự nhiên LNG đầu tiên của Việt Nam một tập đoàn của Samsung CNT Corp của Hàn Quốc và Lilama Corp của Việt Nam đã giành được hợp đồng trị giá 940 triệu đô la để xây dựng các nhà máy điện chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng LNG đầu tiên của Việt Nam, theo Lilama cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ Ba. Theo hợp đồng kỹ thuật mua sắm và xây dựng EPC do Tập đoàn Điện lực Dầu khí Việt Nam Petro Power ký kết vào thứ Hai liên danh sẽ xây dựng nhà máy nhân trạch 3 và nhân trạch 4 với tổng công suất là 1.500 MW tại tỉnh Đồng Nai. Việt Nam hiện đang sản xuất phần lớn điện năng từ than đá, đang soạn thảo một kế hoạch phát triển điện lực quốc gia mới, bao gồm 22 nhà máy nhiệt điện LNG khí tự nhiên hóa lỏng. Lilama thì cho biết nhân trạch 3 và nhân trạch 4 sẽ sử dụng tua bin do General Electric sản xuất đồng thời lưu ý các nhà máy sẽ bắt đầu phát điện thương mại từ năm 2024 đến năm 2025. Petro Việt Nam Gas tuần trước cho biết họ có kế hoạch chạy thử nghiệm nhà máy LNG đầu tiên của cả nước vào quý tư năm 2022. Cập như về tình hình COVID-19 tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 ngày 14 tháng 3 của Bộ Y tế Việt Nam ghi nhận có 161.262 ca mắc COVID-19 mới. Số ca khỏi bệnh trong ngày là 108.407 ca và 92 ca tử vong. Ngoài ra trong ngày có 4 tỉnh bổ sung hơn 103.000 ca mắc bao gồm Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Lào Cai. Hà Nội ghi nhận có 29.833 ca mắc mới và tại Sài Gòn thì số ca mắc mới là 2.159 ca các khu vực khác có số ca mắc mới cao là Nghệ An gồm có 10.389 ca, Bắc Ninh có 7.471 ca, Phú Thọ có 6.997 ca, Thái Nguyên 4.979 ca, Hưng Yên có 4.840 ca và Hòa Bình thì có 4.675 ca. Kể từ đầu dịch đến nay thì Việt Nam đã có 6.377.438 ca nhiễm, với 41.477 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 3.271.978 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.230 ca. Và tổng số liều vaccine đã được tiêm ở Việt Nam cho đến nay là 200.368.920 liều. Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái tính tới tối thứ hai một giá kim bằng 0,7827 Mỹ Kim và bằng 0,7138 Euro. Một giá kim bằng 17.769.58 đồng Việt Nam và một Mỹ Kim bằng 22.833.13 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 97.82 Mỹ Kim một thùng và giá dầu thô Brent là 101.5 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng là 1.940.67 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tin tức Canada và thế giới sẽ được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh Culture Channel và sẽ gửi đến quý vị hai lần một ngày trong bản tin buổi sáng và bản tin buổi tối. Kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi và đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này ngày một tốt hơn. Ngoài ra chúng tôi cũng kính mời quý vị hãy nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Thay mặt cho toàn ban biên tập, Tuấn Liêm sẽ kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt